khi xe tải container đi qua trạm thu phí Long Phước hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Giây và trạm thu phí Dầu Giây hướng Dầu Giây đi thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhân viên hướng dẫn đi qua trạm cân. Thao tác này diễn ra rất nhanh và gần như không làm chậm việc mua vé qua trạm của xe. Ngay sau đó, kết quả sẽ được hiển thị trên máy tính để xử lý. Đây là hệ thống cân tự động hiện đại và nằm dưới mặt đường nên rất thuận tiện và không gây cản trở lưu thông. Cái ưu điểm của cái cân này thì nó là cái độ chính xác cao, độ chính xác trên 98%. Ngoài ra thì là cái hệ thống được lắp đặt nó đơn giản, nó không có phức tạp như các hệ thống cân khác. Ngoài ra thì nó còn có một cái nữa, đó là mình sẽ không phải dừng xe trên cân để cân, mà xe sẽ chạy liên tục. Thì cái của mình đó là hệ thống cân động, nó là như vậy. Được vận hành thử nghiệm từ ngày 20 tháng 7 năm nay, tính đến 17 giờ ngày 23 tháng 7, đã có hơn 9.100 phương tiện qua trạm cân, trong đó ghi nhận 881 xe vượt tải trọng, chiếm 9,63%. Đã có 5 trường hợp chở vượt tải quá cao bị từ chối phục vụ, buộc phải quay đầu xe. Các trường hợp vượt tải dưới 15% thì bị nhắc nhở nhưng vẫn được phục vụ. Thì theo tôi nghĩ thì khi vô đường cao tốc mà nếu mà xe quá tải thì sẽ không được qua rồi, cái đó là đương nhiên rồi. Rồi cái thứ nhất là nó đảm bảo được cái đường mặt đường. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện kiểm soát xe quá tải 24/24 giờ. Đồng thời bổ sung thêm các trạm cân mới trên các làn xe chưa có trạm cân để đảm bảo việc cân tải trọng xe diễn ra nhanh chóng và đạt kết quả cao. Tương lai ấy, thì là chúng tôi trong cái dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì chúng tôi có một gói thầu gọi là gói thầu ATS giao thông thông minh. Thì sau khi hoàn thành cái gói thầu đó thì toàn bộ các làn của các trạm thu phí sẽ được cân hết, chứ không phải là mỗi một làn một trạm như hiện nay. Có thể nói, việc bố trí các trạm cân tự động trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây để hạn chế xe quá tải là giải pháp hiệu quả để bảo vệ hệ thống đường giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.